nhiều lần không cô? Nhiều lần á. Cách đây cũng 3 ngày nè. Giặt bộ đồ, mẹ giặt rồi đem về phơi thôi nha, đừng bỏ giặt nữa nha. Y sĩ bỏ thùng máy giặt luôn. Dặn đòi là vậy á. Nhưng mà chắc vậy áp lực lắm hả chị? Không. Mẹ được cái là mẹ rất là kỹ tính, với mẹ nhanh nhẹn công việc nhà mẹ quát là quát tháo. Còn em thì mẹ dặn trước là quên sau. Đụng tới là mẹ la. Lúc đó là em vừa sợ vừa buồn mà vừa quê nữa. Tại vì lớn rồi mà mẹ cứ đụng đâu mẹ la đó, cho dù có nhiều người mẹ cũng la luôn. Cảm thấy quê nữa. Em cứ tâm sự với ông xã: anh ơi sao em lớn rồi mẹ cứ la quá em mất cỡ quá. Anh xã nói mai mốt em phải cẩn thận hơn nha, chứ mẹ dặn phải nhớ, không nhớ là lấy giấy ghi lại. Dạ, mà cuối cùng cũng như vậy. Tôi tên là Lâm Lệ, năm nay tôi 55 tuổi. Giống như cái nỗi buồn bên trong ha. Rồi, chào con gái. Dạ, em xin chào chú MC Quyền Linh, em xin chào chị Lê Lộc. Em giới thiệu, em tên là Thùy Trang, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em làm dâu của mẹ được 7 năm rồi. Hiện tại là em có 2 bé. Dạ, một bé lớn là 6 tuổi và một bé nhỏ là 4 tuổi. Hai gái luôn hả? Dạ, 2 đứa gái luôn ạ. Rồi, đồng minh luôn. Dạ. Cái ngày đầu tiên cách đây 7 năm á, cô gặp con dâu tương lai á, thì cô cảm nhận thế nào? À, nói chung là cái lần đầu tiên gặp á thì thấy hiền dễ thương, với lại lúc đó đeo cái chiếc kính cận dày lắm. Sau này là mới đi làm này mắt á, chứ trời, cái kính cận xấu lắm, bây giờ là đẹp dữ lắm. Dạ. Còn chị thì không biết như thế nào. Dạ, lần đầu tiên thì ông xã dẫn về, lúc đó là em cũng còn học lớp 12 á, thì em thấy mẹ rất là sành điệu hiện đại lắm. Nhưng mà một chút xíu cái thấy mẹ la ông xã cái em hết hồn, nó sao mẹ dữ quá anh ơi. Nói chung là ấn tượng đầu tiên ai thấy cái bà này cũng sợ, nhìn rất là dữ, miệng tay người ta la làng la xóm dữ lắm. Nhưng mà thời gian rồi mới cảm thấy là những người như vậy người ta sẽ không có để trong bụng, bực bội người ta nói là xong, không có đáng sợ. Chứ hồi đầu em ném sợ lắm, sợ đúng không? Dạ, sợ lắm. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi sau đó về làm dâu thì sao cô? Không có làm dâu nhiều, mẹ cho ở riêng mà cũng ở gần đó. Rồi hai mẹ con cảm giác là hợp nhau những điều gì? Nói chuyện cũng hợp, nói cái gì thì dạ dạ. Nhưng mà cái chuyện làm thì cái chuyện tính sao. La thì làm hình thì cũng được cái chuyện đó. Chứ nếu mà nó la mà nó trả lời là thôi là không được rồi. Nhưng mà la làm tin, chứ có điều dặn xong bên nãy bỏ bên này xong rồi thôi á. Sợ nhất là những đứa nó trả lời. Nó trả lời thì mình càng tức. Nhưng mà nó không có trả lời thì thôi cũng được. Nó hư cái này thì nó cũng bù được cái khác, kệ đi. Nhiều lần không cô? Nhiều lần á. Cách đây cũng 3 ngày nè. Dặn bộ đồ, mẹ giặt rồi đem về phơi thôi nha, đừng bỏ giặt nữa nha. Y sĩ bỏ thùng máy giặt luôn. Dặn đòi là vậy á. Nhưng mà chắc vậy áp lực lắm hả chị? Không. Mẹ được cái là mẹ rất là kỹ tính, với mẹ nhanh nhẹn công việc nhà mẹ quát là quát tháo. Còn em thì mẹ dặn trước là quên sau. Đụng tới là mẹ la. Lúc đó là em vừa sợ vừa buồn mà vừa quê nữa. Tại vì lớn rồi mà mẹ cứ đụng đâu mẹ la đó, cho dù có nhiều người mẹ cũng la luôn. Cảm thấy quê nó. Em cứ tâm sự với ông xã: anh ơi sao em lớn rồi mẹ cứ la quá em mất cỡ quá. Anh xã nói mai mốt em phải cẩn thận hơn nha, chứ mẹ dặn phải nhớ, không nhớ là lấy giấy ghi lại. Dạ, mà cuối cùng cũng như vậy. Con mẹ la hoài mà con không nhớ nên quên hoài. Dạ, không phải la một chuyện mà chuyện này xong rồi mẹ chỉ qua chuyện khác. Chưa kịp nhớ. Không kịp nhớ. Mẹ nói nhanh quá, mẹ cứ nói con ơi làm như vậy cho mẹ nè. Thì em làm được một bước hai, thành ra là bước ba bước bốn cái em lại quên. Mẹ ơi, mốt mẹ bớt la lại xíu đi mẹ. Dạ, bớt nhiều rồi đó. Vậy thôi cậy. Mấy đứa nhỏ vậy nha, mình ha không có té đâu, giữ đứa lớn không bao giờ to té đâu. Cái đứa nhỏ mình không có giữ nó, mình đưa cho nó, nhỏ bầm dập hoài luôn á. Bữa vừa rồi nè, dẫn đi Phan Thiết chơi. Dạ. Nhỏ té xuống hồ, nhỏ đứng tự bò lên luôn á. Trời ơi, cứu hồn. Mà nhỏ đó bà có nghĩa là con bé đó nó rất là hiếu động. Mà mình mà để mà không để mắt tới nó là nó có chuyện liền. Mà mấy đứa này thì nó học theo kiểu nước ngoài, kể mẹ đé không đứng lên, không có được. Nó giật, nó chạy giò chạy cẳng hết. Nên, không, mày phải đi theo. Kệ nó. Đó, mình không có con gái rồi, mình có hai thằng trai. Có mấy đứa cháu nội con gái cưng muốn chết luôn. Mà nó cứ để cho té bầm dập biết rồi. Còn tật xấu gì nữa không cô? Thì đó, với lại ha, là tới nhà đứng ngoài cửa biểu sao ồ không vô được hả, rồi bắt đầu mới cởi nón cởi đồ vô. Nhiều khi công việc nó nhiều thiệt nhưng mà nó dễ rồi không thôi em mình điện thoại á hả. Dạ ừ cái gì á ừ nó chờ giết nói chuyện giống bạn nữa ha.
Em xin lỗi mẹ. Quen rồi, bạn bè cứ ừ không tính hồi mình điện không. Ừ, biết rồi, la hoài cái vụ đó. Ủa nhưng mà sao tới nhà mẹ rồi sao đứng hoài không vô là sao? Lại rước con ra là nó kêu con đi ra đứng cửa đợi gì nó. Nhiều khi nó lột đồ nó cũng làm biến. Chùm khăn, chùm nón này kia nọ đó. Nó làm biến lột ra đó. Trời vô mẹ la nữa. nó chạy vô nó sợ lắm. Tại vì đứng lâu là tôi sẽ nhớ công chuyện. Dạ đúng rồi. Không, không. Dạ đúng rồi. Đứng lâu là tôi nhớ chuyện gì chưa kịp tiếp. Nói. Dạ là tiếp. Nên nó lo nó chạy trước không à. Áp lực chứ. Cần chứ. Ôi giờ lại la nhiều quá. Không. Dạ đầu tiên thì cũng hơi ngấn ngấn. Nhưng mà sao em thấy mẹ ô la rồi cái với em quen. Nhiều khi rồi lâu lâu không có mẹ la thì cũng hơi buồn. Làm cái chuyện gì đó cái hôm nay mẹ không la nữa. Cái em nói chết rồi có khi nào mẹ giận em luôn. Mốt mẹ không la em nữa không. Cái em xả không sao đâu. Tại mẹ em bận quá mẹ chưa nhớ. Bận quá không nhớ. Nên có nhiều khi em công việc em về tối cái em bận quá. Cái em về em rước con với một phần là lực đợt là biết là hôm nay mình có chuyện mình gây án là phải trốn trước. Thì nghe điện thoại chắc chắn là thế nào về cũng bóp điện thoại là mẹ cũng la rồi. Nhưng mà thôi đỡ đụng mặt đỡ áp lực. Vậy mới mốt ăn gì cho mẹ bận bận nhiều nhiều quá đỡ. Vậy thì cái cách chăm sóc của bà nội đó dạ. Có con dâu có hài lòng hay không? Rồi những cái cách mà con dâu chăm sóc mình bà nội có hài lòng hay không? Có bé đầu á thì em cũng hơi áp lực một chút xíu. Thứ nhất là sợ mẹ la, thứ hai là tính của mẹ thì mẹ kỹ tính lắm. Giống như em ví dụ con bé lớn nha, nội tắm lúc nào nội cũng tắm bằng nước ấm hết. Thậm chí bé súc răng á, bà nội cũng lấy nước nấu son để nguội. Bà nội cho bé súc răng. Còn hai vợ chồng của em là dạng như là hiện đại. Em thì em mong muốn là môi trường nào bé cũng vẫn có thể thích nghi được. Nên về tới em là em lại cho bé tắm nước lạnh bình thường. Thì khi mà bé nó đã ở với bà nội quen rồi á, em về mẹ tắm nước lạnh một hai bữa là về mét bà nội là thế là bà nội lại la. Nó không quen, con nhỏ nhỏ là tắm nước lạnh không. Còn con nhỏ lớn bây giờ 7 tuổi, 8 tuổi cũng còn tắm nước nóng. Nó cũng quen, cái cơ thể nó cũng bị quen rồi. Mỗi lần mà nó về bệnh xong nó về, nó mét mẹ nó một đống luôn. Bé lớn nhiều khi nói em cũng buồn. Mẹ không có thương con, bà nội cưng con lắm, bà nội cho con tắm nước nóng nè, bà nội làm cái này chăm sóc con như vậy nè. Còn mẹ thì mẹ cứ vậy đó. Mà nhiều khi mình cũng buồn tại vì mỗi thế hệ có một cái chăm sóc, một cách chăm bé khác nhau. Ví dụ bé về với mẹ thì em vẫn chiều ý mẹ, nhưng mà đối với em thì em có một cái cách riêng. Nhiều khi em cũng không dám nói với mẹ nữa, tại nói với mẹ thì sợ mẹ la. Dạ thôi thì mẹ cứ nói em dạ luôn. Thôi kệ, bà nội thương cháu mà. Dạ. Nhưng mình quan trọng là con mình phải hiểu mình. Tại bà nội thương con, mẹ cũng thương, mẹ dạy một cách này là cũng thương con. Cho con nó quen với môi trường đi. Nếu mình chăm sóc nó nóng rũ rồi nữa mai mốt nó đến chỗ nào có nước nóng rồi sao nó tắm. Nên mình phải tập cho tắm nước lạnh nghe không. Giống như con Linh cũng vậy. Linh cũng tập hết này tập cái kia. Tập đi xe máy, tập đủ thứ. Tập coi như là cái gì mà khó khăn nhất mình tập cho nó trước để nó quen. Hơi lấy cái quyền làm mẹ. Nhiều khi la có những chuyện cũng không có đúng. Nhưng mà cao trào á. Đến cái tính không cô. Nóng á. Rồi cái la. Nhiều khi mình thấy mình cũng không được vậy. Cũng phải nói chứ, nói để cho mình biết. Chứ ngày xưa á, mấy bà già xưa kỹ lắm ha. Rửa cái chén là phải úp nữa nè, để cho cái khu này nó khô, rồi mới úp ngược lại. Chứ không thôi úp liền là cái nước trên đây nó sẽ nhiễu xuống ở dưới chén, dưới nó ướt. Dạy từ ly từ tí luôn đó. Còn bây giờ sao dạy, bây giờ tụi nhỏ bây giờ không thể nào mình dạy như ngày xưa được. Dạ em cũng hơi quê nhưng mà em thấy quen rồi. Giống như mẹ lúc nào cũng thấy em như con nít vậy á. Đựng đâu là mẹ cứ la đó. Mốt cứ thêm dẫn bạn, có bạn đâu nữa. Thì nó nghe này, chúc mẹ tao la dữ lắm luôn á. Nhưng thật chất mẹ la dữ giỡn thôi chứ cái gì đâu. Mốt mẹ la nè. Mẹ đông người nè. Lát con về mẹ la con nghe. Đúng rồi, dạ. mẹ đông người. Hôm nay thì ông xã có gửi một bức thư này để đọc bức thư này coi. Gửi mẹ, người phụ nữ mà cả cuộc đời con không bao giờ trả nợ được, mang nặng đẻ đau hai thằng con trai. Bây giờ đầu mẹ hai thứ tóc rồi mà vẫn không thằng nào lo được cho mẹ. Ngược lại chỉ làm thêm gánh nặng của mẹ thôi. Vẫn phải bôn ba lo cho mình và còn lo ngược lại cho cháu nội nữa. Mang tiếng của hai thằng con, một thằng ham chơi, một thằng ham nhậu là con nè mẹ. Nên làm cuộc đời của mẹ khổ, càng thêm khổ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm nha mẹ. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe để hưởng phúc với tụi con và các cháu nội nha mẹ. Tại sao lại khóc?
tại vì đó là nỗi lòng từ hồi trước giờ á, bao nhiêu lần ông xã em tâm sự với em mà em nói là nếu vậy thì anh cứ nói thẳng với mẹ đi, mà anh nói không, anh không nói được, mà em không nghĩ hôm nay là anh lại viết ra được như vậy. Tại ngày tối hôm qua em có hỏi là anh có viết thư mẹ chưa, anh mới nói là anh viết rồi. Em nói có thể cho em xem không, anh không xem. Mà trước đó vài ngày em nói là em đi chương trình như vậy nè, thì thôi anh viết vài dòng. Anh nói không, anh không làm được vậy, đó giờ anh không có thói quen để diễn tả cảm xúc như vậy, anh chỉ thích anh làm thôi chứ anh không thích nói. Thì hôm nay tự nhiên em đọc cái thư này em cũng hơi bất ngờ, em không nghĩ là ảnh có thể cải được nỗi lòng. Em thứ nhất là em xúc động, thứ hai là em cũng mừng cho ảnh là ảnh có thể là cởi mở được, nói được. Ảnh rất là thương mẹ. Nói chung sống cả đời hy sinh vì con mà nó không nên người mình buồn lắm, nó phải nên mình, không cần nó cho mình gì hết á, nó ngoan là được rồi. Đừng có bao giờ mà làm cái gì để vợ nó buồn. Con nó phải biết chăm là đủ. Cái thằng này nó nhậu dữ lắm, bây giờ thằng cái chương trình này con có coi được á, thì mẹ cũng khuyên con đừng nhậu nhiều để giữ gìn sức khỏe. Mẹ từng tuổi này mẹ chưa uống viên thuốc nữa, mà con mà như vậy thì con sẽ bệnh trước mẹ nữa. Rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay hai mẹ con ôm nhau chút nào. Mẹ ơi, con thật sự cảm ơn mẹ. Mẹ như người mẹ thứ hai của con, mẹ chăm lo cho con. Không có nhờ mẹ thì chắc nhiều khi tụi con không có nên người giống như ngày hôm nay. Tụi con thương mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ là thật nhiều sức khỏe để sống với tụi con. Mẹ chỉ mong tụi con đừng có chuyện gì với nhau là đủ rồi. Vui muốn đi đâu chơi đi, để hả nhỏ nhà mẹ giữ cũng được. Trời ơi, hay quá. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Bây giờ ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai. Nói chuyện là lớn. Nó là lớn.